trong suốt 10 năm, cha Đắc Lộ phải sống tại Ma Cao, cha không được gửi đi đàng trong cũng chẳng được gửi đi đàng ngoài. Công việc chính thức của cha trong thời gian này là dạy thần học trong trường của dòng, nhưng kỳ thực là cha ấy chuẩn bị các dự tòng và dạy giáo lý cho tân tòng người Hoa. Ban ngày cha hoàn toàn bận rộn với công việc mục vụ, ban đêm cha phải dành thời gian để dọn bài và học hỏi thêm. Nhiều lần cha ấy cũng đi truyền giáo ở Quảng Đông. Nhưng cha đắc lộ không hài lòng về việc này và coi đó như một thất bại. Cho dù cha ghi nhận rằng, trong 10 năm có 1.000 người chịu phép rửa, nhưng con số này quá ít so với Việt Nam. Cha Đắc Lộ cũng học tiếng Hoa, nhưng đã chẳng bao giờ thông thạo đến độ có thể nói lưu loát, và cũng chẳng thông thạo đến độ giảng mà không cần thông ngôn. Bên cạnh những điều bất cập ấy, theo cha Đắc Lộ, người Hoa ít vào đảo vì họ có niềm kiêu hãnh rằng họ là những người đầu tiên trên trái đất này. Có những người hoa đến không phải để học hỏi tìm hiểu, nhưng để nêu lên những chống đối. Thế nhưng khi những chống đối ấy bị bẻ gãy, họ liền bỏ đi. Người ta cũng có thể nghĩ rằng những nhận định như thế của cha Đắc Lộ cho thấy cha ấy không muốn hội nhập trên đất Ma Nhưng sự việc không đơn giản như thế. Ở Việt Nam Cha Đắc Lộ đối diện với một nền văn hóa và tư duy sẵn sàng đón nhận tất cả những gì xa lạ. Thành công lớn của Cha Đắc Lộ khi ở cửa bảng Thanh Hóa khi ấy cho nói về Viên Ngọc Quý. Đó là lần thành công rất tiêu biểu, nhưng không chỉ có lần đó mà thôi. Văn hóa Việt Nam không tự quy vào mình. Văn hóa Việt Nam cởi mở chứ không khép kín như văn hóa Trung Hoa. Và người ta thường nghĩ rằng. Trung Hoa là nơi tập trung mọi minh triết của thế giới, nên ai muốn ở lại lâu dài trên đất nước ấy, có nghĩa là người đó muốn thưởng thức những phúc lộc của nền minh triết đó. Do vậy, để đánh thức được tâm thức văn hóa vốn tự quy vào mình như văn hóa Trung Hoa, để cho nền văn hóa ấy biết lắng nghe đức tin Kitô giáo, có lẽ cần những bộ óc tài năng ngoại hạng như một Matteo Ricci. Trà Đắc Lộ dĩ nhiên không tỏ lộ tài năng theo chiều hướng đó và đối tượng truyền giáo của cha ấy cũng không phải là tập trung vào tầng lớp ưu tuyển, nhưng là mọi người dân. Thời gian cha đắc lộ ở Ma Cao lên tới 10 năm, hơn hẳn tổng số thời gian cha ấy ở hai miền Nam Bắc Việt Nam. Vì cha ấy chỉ ở hai miền Nam Bắc Việt Nam trong 9 năm với 6 lần đứt đoạn. Tại sao với khả năng thông hiểu ngôn ngữ văn hóa Việt Nam và với những khả năng truyền giáo thành công của cha mà người ta đã bỏ quên cha trong suốt 10 năm trên đất Ma Cao. Có ý kiến cho rằng, vì bề trên thấy cha Đắc Lộ là một thừa sai quá liều lĩnh và có một số sáng kiến quá táo bạo. Ví dụ, năm 1630, sau khi chúa Trịnh Tráng trục xuất cha Đắc Lộ, chúa Trịnh yêu cầu vị kinh lược gửi các thừa sai tới, nhưng ngoại trừ cha Đắc Lộ. Chúa Trịnh Tráng cách trị ở đàng ngoài cho đến năm 1657, Thế nên, việc sai cha đắc lộ trở lại đàng ngoài là việc bất khả thi. Phía đằng trong cũng thế, ngay từ năm 1627, cha Buzomi đã viết, Chúa Nguyễn rất bực mình với lối truyền đạo ngang ngạnh của cha đắc lộ, và vì thế, sự có mặt của cha đắc lộ trên cánh đồng truyền giáo sẽ gây nhiều nguy hiểm. Tình hình dưới thời các Chúa Nguyễn lúc đó đang lúc căng thẳng, cuộc truyền giáo rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, và đặc biệt, khi ấy cha Đắc Lộ bị coi là một nhà truyền giáo lì lợm. Như thế, cha Đắc Lộ không thể trở lại đàng ngoài, cũng chẳng thể quay lại đàng trong, và cha ấy phải ở lại 10 năm trên đất Ma Thêm nữa, có lẽ cũng vì một số anh em cùng dòng cho rằng cha Đắc Lộ quá liều lĩnh và thiếu suy nghĩ. Đúng là cha Đắc Lộ là thừa sai để lòng nhiệt thành và rất liều lĩnh, nhưng chính vì thế mà cha ấy đạt được nhiều thành công tại Việt Nam Điều ấy đôi khi làm cho cha ấy mất đi những cẩn trọng cần thiết. Các đặc tính này của cha đắc lộ có những nét tương đồng với thánh Francisco Xavier. Có ý kiến cho rằng, cha đắc lộ chờ tại Ma cũng là theo ý bề trên, để rồi một ngày nào đó sẽ được sai trở lại Nhật Bản. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán mà thôi, bởi vì sau cuộc dẹp loạn của Shimabara năm 1638, Nhật đã đóng cửa với thế giới bên ngoài và không còn cho phép người Bồ Đào Nha trở lại Nhật Bản nữa. Từ đó, mọi hy vọng gửi thừa sai vào đất Nhật đều tan thành mây khói. Một khi vùng truyền giáo Nhật bị khép lại, cũng là lúc phải tạo ra một sức sống mới cho cuộc truyền giáo ở Việt Nam. Trong thư của cha tổng quyền Vitelsky đề ngày 4 tháng 2 năm 1640 gửi cho cha Leria có nhắc nhở rằng các thừa sai tại Cao Hãy thôi mơ tưởng đi Nhật Mà hãy đặt quan tâm nhiều hơn Tới các vùng chuyển giao mới Trong đó có Việt Nam Vốn là nơi có sẵn nhiều thuận lợi Dĩ nhiên Lá thư này không phải là giấy phép Cho cha Đắc Lộ trở lại Việt Nam Vì lúc ấy Cha Đắc Lộ đã có mặt tại Hội An Bởi vì năm trước đó Tức là năm 1639 Có sự thay đổi vị kinh lược Cho vùng Trung Hoa Nhật Bản Và vị mới này không cùng quan điểm với vị tiền nhiệm nên vị kinh lực mới ấy đã cho phép cha đắc lộ trở lại việt nam